Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại tại đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chị thiên đối văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Lên thầy chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân hoàn toàn minh hạnh. Chúng bạch chư thống đức kính thưa đại chúng, bài học hôm nay cùng học bài pháp cú hai la mã phẩm không dễ vui kệ số 10. Nguyên sự bài kệ này được Đức Phật thuyết tại Uttaragasala, đường thành Vesali, do câu chuyện Thiên Chủ Đế Thích ở Vesali có vị quân tử Vichabi tên là Mahali. Quân tử Mahali đến nghe pháp, nghe Đức Phật ca ngợi uy lực của Thiên Chủ Đế Thích Sakkade Bình Đá, bèn hỏi Đức Phật về nghiệp lành mà Đức Đế Thích này có uy lực lớn. Đức Phật đã thuyết cho quân tử Mahali nghe công hạnh của Đức Thế Thích trong kiếp quá khứ, đã chuyên cần thực hành nên được địa vị Thiên Chủ Đề và Mạnh Bình Đồ. Quá khứ, tiền thân Đức Thế Thích là một thanh niên tên Mắt Khá, làm trưởng nhóm thanh niên có 32 người, chuyên cần làm các thiện sự lợi tha như bắt cầu, bồi lộ, bố thí, chẩn mần, vân vân. Về thanh niên Bát Khả có bảy công hạnh thực: một, suốt đời phụng dưỡng cha mẹ; hai, suốt đời cung kính bậc trưởng thượng; ba, suốt đời nói lời chịu ngọt; bốn, suốt đời không nói đâm thọc; năm, suốt đời xả tài bố thí không keo kiết; sáu, suốt đời nói chân thật; bảy, suốt đời không có sân hận. Cũng do tiền kiếp là thanh niên Bát Khá chuyên cần thành thiện nên sanh làm Thiên Chủ Đế Thích, còn có biệt danh là Bát Khá. Và nhờ chuyên cần hành thiện, đồng tâm hiệp lực ở kiếp đó mà nhóm 33 thanh niên sau khi mệnh chung đồng sanh vào cõi trời. Bát Khá làm Thiên Chủ, 32 người bạn sanh làm 32 vị thiên tử có quyền lực trong cõi ấy. Lý do đó, cõi trời này có tên là Kattimsa hay Tavattimsa, cõi Tam Thập Tam Thiên, tạo âm là Đạo Lợi Thiên. Nhận xong tiền nghiệp của Đức Đế Thích, bậc đạo sư đã thuyết bài kệ Appama đề na Vakava đề và nàng Sesastang Gato. Vakava chuyên cần đạt ngôi vị Thiên Chủ, vân vân. Khi bài kệ chấm dứt, quân tử Mahali Vichavi đắc quả dự lưu, hội chúng có mặt tại đấy cũng được lợi ích thính pháp. Chẳng vâng. Appamadena Bhakava Devanang Sesatang Sato Appamadang Pasang Santi Pamado Garahito Sada. Thích phần Appamadena sử dụng các số ít của danh từ hợp thể Appamada Na cộng Appamada bằng sự không dễ vui với sự chuyên cần.
Makkhapa, chủ cách số nam tính của tính từ Makkhapantu, một tên gọi khác của Thiên Chủ Đế Thích. Devanang, sở thuộc cách số ít, số nhiều của danh từ nam tính Deva, của chư thiên, của các vị trời. Satthantang, với các số ít của danh từ nữ tính Satha là Satha cộng ta, địa vị cao cả, vị trí lãnh đạo, ngôi vị, núi tuồng, gác tuồng, chủ cách số ít của tính từ gata, quá khứ phân từ của động từ gacchati, gam cộng tá, đã đi đến, đã đạt tới. Appamadang, chủ cách số ít của danh từ hợp thể appamadana cộng pamada sang sam thị, thì hiện tại có ba số nhiều của động từ pasang sati đã cộng sang cộng đá. Ca tụng khen ngợi tán thán pamadu, chủ cách số ít của danh từ nam tính pamada, sự dễ vui, sự buồn lương. Kato, chủ cách số ít của tính từ karahita, quá khứ phân từ của động từ karahati, bị khiển trách, bị quả mắng. Sada, trạng từ luôn luôn, thường xuyên. Việt văn, Makkha không dễ vui, đặt ngôi vị thiên chủ, không dễ vui được khen, dễ vui thường bị trách. Chuyển văn, Makkhava appamadena devanang sesatang kato appamadang vasang samji pamadu sada karahito. Makkhava đạt đến ngôi tôn chủ của chư thiên nhờ không dễ vui, sự chuyên cần luôn được tán thán, sự dễ vui luôn bị hiện trách. Đi giải, hai câu đầu của bài kệ này, Đức Phật nhắc đến Đức Trời Đế Thích Makkha và nhờ hành không dễ vui trong quá khứ, khi làm người thanh niên, Makkha chuyên cần làm các thiện pháp không sao lãng, đạt tới địa vị tôn chủ được các tiên thiền. Hai câu sau của bài kệ này, Đức Phật nhân đó nói đến thành quả tôn chủ Đế Thích. Ngài nhấn mạnh hai lối sống, một là được khen, một là bị chê. Các bậc trí ở đời thường khen ngợi hạnh không dễ vui, dễ đại. Vì sự không dễ vui trong thiện pháp sẽ đem lại vinh quang và phúc lạc cho chúng sanh. Còn cách sống dễ vui sao lãng luôn bị bậc trí chê trách. Vậy sự dễ vui trong các thiện pháp sẽ làm cho chúng sanh mất hạnh phúc, rơi vào bất hạnh. Biên soạn giáo trình Vị Cư Đại Siêu. Trước khi bước vào thời thuyết giảng hôm nay, kính mời quý đạo tràng lắng nghe tâm, lắng tâm thành tịnh để nghe kệ Thịnh Pháp Sư. Hàng thiện tính mải mê trực cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rành rang, nào phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chẳng pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều như Phật người khen. Quốc sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tỉnh thành, nguyện mong chánh pháp tình hành, nguyện cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thành tịnh, chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh ngài Hòa thượng Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giáo. Nam mô Phật Thầy Giáo. Kính đảnh lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng.
sâu và thương thật đậm. Thương tổ Minh Hạnh, thương tổ Hợp Tân, cùng chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ Phật tử. Kính thưa quý vị, Mahalit, người dòng dõi Lichawi, được nghe Đức Phật Ngài thuyết cái bài kinh Sakka Appanha Đế Thích Sở Vấn. Thì vương tử này sau đó đã đến viếng thăm Đức Phật và bạch hỏi Đức Phật về cái tiền nghiệp của làm sao có thể sanh làm Đế Thích. Và Đế Thích là hạng chư thi như thế nào? Lúc đó Đức Phật Ngài mới giải thích cho vương tử Mahalit nghe. Cái tiền thích mà nói về thanh niên Makhawa Mangapa vì thanh niên này là người tốt bụng và có những cái nghĩa cử thiện pháp. Thanh niên đó trọn đời cách ngôn rộng rãi xả tài, không có bỏng sẻn qua hỷ trong cái việc mà chia sẻ cho người khác. Ở đây thưa quý vị, theo trong chú giải là sắp đặt nó ở lộn xộn, nhưng mà chúng tôi phân ra như thế này thì nó dễ nhớ cho Phật tử chứ gì, nó cũng vậy thôi. Tức là ba cái thiện nghiệp thuộc về thân, ba thiện nghiệp thuộc về khẩu và một thiện nghiệp thuộc về ý. Quý vị cứ nhớ vậy, 3, 3, 6 với 1 + 7. Nhớ chi pháp như vậy đó, không cần phải thứ rất trật tự, nếu không có lỗi lầm gì hết, chúng ta nhớ đủ thôi. Thí dụ như ba thiện hạnh tự người thân đó, tức là trọn đời bố thí xả tài, trọn đời nuôi dưỡng cha mẹ, trọn đời cung kính bậc trưởng thượng, thì cái đó chúng ta sắp cho thành cái thiện nghiệp thuộc về thân. Quý vị cứ nhớ vậy đi, dễ nhớ. Rồi ba thiện nghiệp thuộc về khẩu, trọn đời
không biết nói dối, chỉ nói chân thật thôi, không biết nói ly gián, chỉ biết nói lời hòa hợp thôi, không biết nói độc ác, chỉ nói lời dịu ngọt thôi. Thế thì chúng ta được sáu chi pháp rồi, còn có một chi pháp nữa là trọn đời tâm luôn luôn mát mẻ, không có sân giận. Trong chú giải kể lại cái câu chuyện Đế Thích khi còn thanh niên Makhawa, người ta hát tuồng lộ thiên ở giữa trời, làm cái sân khấu đó, rồi buổi tối á mát trời dân chúng tụ họp lại xem. Thì chàng thanh niên này anh ta đứng xem, nhưng mà anh ta dẫm đạp một khoảng cỏ bằng cái đi để mà đứng cho sạch sẽ. Thì khi đó có người người khác họ đến, họ xô đẩy chúng ta ra để họ đứng ở chỗ đó, nhưng mà Thanh niên Makhawa vẫn vui vẻ đi ở chỗ khác để làm cái chỗ đứng khác, chứ không có chút giận hờn. Cái tâm ta đạt đến cái mức độ đó. Cho nên ở đây chứ, chúng ta nhớ rằng cũng đồng thời nó không qua cùng với 32 người bạn chung sức với nhau làm cầu đắp đường cho sạch sẽ, cho chắc chắn, để mọi người có cái phương tiện giao thông, có cái con đường đi lại ở trong xóm làng nó được thoải mái, không có dơ bẩn, thì không có gặp điều nguy hiểm. Mặc dù chung sức với nhau làm như vậy, nhưng mà xây lên cõi trời thì những cái hoa là cái phước làm Đế Thích, làm đi qua năm Indo, hay chúng ta gọi là đi Indo, sắc cô đi Indo là thiên chủ Đế Thích, là bởi vì thiên chủ Đế Thích tiền thân là thanh niên Makhawa, ngoài cái việc mà làm những cái việc phúc lợi lợi hành cho mọi người, thì anh ta còn có bảy cái đức hạnh biệt mà các thanh niên khác không có, 32 chàng thanh niên khác không có, hoặc là có thì người này có cái pháp này mà không có những cái pháp kia, thì có sự nuôi dưỡng cha mẹ được rồi đó, nhưng mà lại thiếu cái pháp cung kính bậc trưởng thượng, hay là có cung kính bậc trưởng thượng, có nuôi dưỡng cha mẹ nhưng mà không có xả tài, không có bố thí rộng rãi, vân vân. Thì như vậy chỉ có thanh niên Makhawa là mới có đủ bảy cái pháp đó đến trọn đời thôi. Ở đây khi mà làm những cái thiện pháp đó,
thì chúng ta đừng nghĩ rằng lâu lâu chúng ta tùy hứng, chúng ta làm được pháp, rồi sau đó chúng ta lui sụp, thì như vậy nó không có thành một cái công hạnh lớn lao để mà đưa đến cái địa vị cao quý ở trên con trời đau lợi. Những cái này là phải gia thôi chi quan, là phải trọn đời, cho đến trọn đời thanh niên mắc không qua bố thí xã tài, hoan hỷ khi mà được người khác đến xin, có cơ hội để mà cho. Mình không qua nuôi dưỡng cha mẹ suốt đời không có sao nhãn, mình không qua luôn biết kính trọng các bậc trưởng thượng, những bậc huynh trưởng lớn hơn, lớn tuổi hơn, hay là những người đáng cô bác, cung kính các vị trưởng lão, những vị vua lão lớn tuổi, nếu không ông bố ngoại, rồi luôn luôn cung kính các vị sư môn và la môn, những bậc xuất gia tu hành. Và Makkhawa có những cái đức tánh đó, nó trở thành cái hạnh nết, thành cái nết cái hạnh rồi. Thì như vậy mới có cái quy lực. Thì người Phật tử chúng ta khi mà học cái bài kinh, bài kệ quá khứ này đó, thì chúng ta cũng nên lưu ý bảy cái pháp của thanh niên Makkhawa. Có được thì những pháp đó, cho dù mục tiêu tu tập của chúng ta không phải là để sanh làm đế thích hay sanh làm một thiên nhân khác, một vị trời khác, mà chúng ta nhằm có mục đích tu tập là để giải thoát khổ của sanh tử luân hồi. Ở đây trong bài kệ này, Đức Phật không phải là khuyên đệ tử của Ngài muốn trở thành đệ thích phải hành những cái pháp như vậy, Ngài không có khuyên. Nhưng mà ở đây Ngài nói lên một cái sự thật, khi mà Mahalit bạch hỏi Đức Phật về cái thân thể của, thân thế của Đức Trời Đế Thích và tài nghiệp đã làm như thế nào mà sanh làm Đế Thích có quyền lực như vậy, thì Đức Phật Ngài đã nói lên những cái nết hạnh của thanh niên Makkhawa. Mặc dù chúng ta không có mục đích để sanh về cõi phẩm là cõi chư thiên làm thiên chủ đế thích, nhưng mà chúng ta nhìn những bảy pháp này là những thiện pháp, và những cái thiện pháp đó
nó có cái mệnh lực nó hỗ trợ cho các thiện pháp khác, thiện pháp bao la mật khác để đưa đến cái sự giải thoát. Cho nên chúng ta phải học, học hết. Như vậy nói đến cái đế hạnh đầu tiên, tức là cái tánh xả tài của thanh niên Makhawa. Ở đây khi mà thanh niên Makhawa xả tài hay bố thí, một là khi cho với cái tâm quan hỷ chứ không có bực bội, hai là dù đối tượng có thể là họ lừa gạt để mà nhận được cái phần bố thí, thì thanh niên Makhawa vẫn vui vẻ không có kể đến. Và thứ ba nữa là thanh niên Makhawa thường thuộc trong cái pháp bố thí, và đó như là một tính hạnh trở thành cái thường cận y duyên, cái thói quen làm việc bố thí như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, ít ra thì cái pháp bố thí đó, bố thí xả tài nó cũng nằm ở trong 10 pháp ba la mật. Khi mà chúng ta là vị Bồ Tát và chúng ta tu hành để mong đắc được đạo quả giải thoát, thì chúng ta phải đầy đủ cái phước ba la mật. Cái phước đầu tiên là cái Dana Parami, tức là cái phước phước thí ba la mật. Cái tánh hạnh đó thành cái thói quen. Được, cái thứ hai cũng là một thiện pháp, tức là cái sự hiếu thuận đối với cha mẹ. Ta không phải nhắm vào cái mục tiêu cứu cánh của sự tu tập là để trở thành đế thích, nhưng mà cái thiện pháp về cái chữ hiếu, về cái sự tri ân và báo ân, thì những cái thiện pháp này là cần thiết và được Đức Phật tán thán. Thì như vậy chúng ta cũng cứ việc làm, phải nuôi dưỡng cha mẹ một cách đàng hoàng tử tế, ta là vị xuất gia hay như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng nên có cái tâm tâm hiếu đối với cha mẹ. Như thời Đức Phật có vị tỳ kheo đó là con một ở trong gia đình giàu có, rồi sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, vì đã hiểu được cuộc đời của người tại gia cư sĩ là khó thực hành phẩm hạnh, cho nên vị đã đi xuất gia. Sau nhiều lần ngăn cản, cuối cùng cha mẹ chàng cũng cho phép đi xuất gia. Thì khi đi xuất gia
thì không có xuất gia ở yên một chỗ, nhất là không có ở cùng làng hay cùng thành phố với nhà, và xuất gia xong là vị đó phải đi theo vị thầy tế độ hay là đi theo nhóm tỳ kheo tùy tùng của Đức Phật đi du hành đó. Thì đi xa xứ chỗ này chỗ kia đó, bạc tinh ở nhà, ở quê nhà, thì có một vị tỳ kheo cũng là bạn thân, vị đó đi du hành đến cái xứ của vị tỳ kheo, của vị tỳ kheo con của Bá Hộ, thì cái vị tỳ kheo khách tăng này nhận ra được đây là sống thân của vị tỳ kheo bạn mình. Bây giờ họ đã già cả, không ai nuôi dưỡng cho hơn nữa, họ sa sút về tài sản, cho nên họ buôn bán, họ bán hết đất nhà đất vườn để họ đi ăn xin. Thì vị tỳ kheo đó khi có dịp du phương qua xứ khác gặp được vị tỳ kheo bạn, báo cho biết là cha mẹ của bạn ở nhà bây giờ sa sút tài sản phải đi ăn xin như thế. Nghe nói như vậy, vị tỳ kheo kia rất là đau lòng và quyết định trở về nhà để gần gũi chăm sóc cha mẹ. Vị tỳ kheo này cất dựng lên một cái am thất bằng lá tre gỗ để làm cái chỗ trú thân như cha mẹ, rồi hàng ngày đi khất thực ăn. Khi người đi khất thực đến bề thì vị tỳ kheo đó soạn một thực ra, cái nào mặn, cái nào lạt, cái nào ngọt, cái nào chua cay, cũng có sắp đặt từng phần phần riêng vậy, hộ độ cho cha mẹ để cha mẹ ăn, rồi nếu còn dư lại cái gì thì tỳ kheo mới lấy đồ nhật. Một ngày kia có một vài vị tỳ kheo lưu ý thấy vị tỳ kheo trẻ này trước đây mới xuất gia thì hầm hào trắng trẻo và thân hình cũng bỡ bỡ, nhưng bây giờ thì da dẻ do thiếu ăn vậy đó. Các vị tỳ kheo đó mới đem chuyện nó bạch lên, và các vị tỳ kheo còn nói thêm rằng là vị tỳ kheo trẻ này đi cất thực về nuôi dưỡng cho người cư sĩ, nuôi dưỡng người cư sĩ. Đức Phật ngài cho gọi đến, ngài hỏi này tỳ kheo, nghe nói rằng ngươi hàng ngày đi cất thực để nuôi dưỡng cư sĩ phải không? Dạ phải, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật ngài hỏi rằng vậy hai người cư sĩ đó có quan hệ gì đối với ngươi? Bạch Đức Thế Tôn, đó là cha của con, là mẹ của con. Vì con là con một trong gia đình đã đi xuất gia thì cha mẹ không còn cái người để nương tựa, không có con cái để nương tựa nữa, cho nên con về con nuôi dưỡng. Đức Phật ngài khen, ngài không có rầy mà ngài còn 8 tháng xa thú lệnh thai. Này tỳ kheo, hiếu thuận đối với cha mẹ là việc làm của bậc trí. Từ thổ xa xưa, bậc hiền trí Bồ Tát cũng đã từng hiếu thuận với cha mẹ như thế. Thì rõ ràng là ở đây đó, chúng ta thấy cái việc và hiếu thuận đối với cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ là một điều cần thiết, bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải làm. Và thanh niên Mắc Khá Qua
đã nuôi dưỡng cha mẹ suốt đời như vậy, rồi cung kính bậc trưởng thượng, tức là tâm của cái vị Bồ Tát không có lòng kiêu mạn, không có vô lễ đối với các bậc trưởng thượng lớn tuổi hơn mình, đáng làm anh của mình, đáng làm thầy của mình, đáng làm đáng nghe hào với cha mẹ vân vân, thì vị đó đều cung kính hết. Cái tâm cung kính đó nó được thể hiện qua thân hành, khẩu hành, ý hành. Thưa quý vị, như vậy là ba pháp thuộc về thân đó, thuộc về thân hành, nó pháp đầy, nó cũng nằm giải thoát ở trong những cái thiện pháp. Chúng ta tu tập đều tất cả, chỉ có điều là chúng ta tu tập những cái thiện pháp đó là mục đích của chúng ta là tỉnh từ những cái phiền não tham sân si để đưa đến giải thoát, vậy thôi. Chúng ta đừng có nguyện là lý thích được rồi. Rồi ba cái thiện hạnh thuộc về khẩu hạnh đó là nói trọn đời nói chân thật, không biết nói dối, trọn đời nói lời hòa hợp chứ không biết nói chia rẽ, trọn đời nói lời dịu ngọt êm ái với người khác chứ không biết nói độc ác. Đúng là ba điều thuộc về khẩu hành. Còn ý hành thị nghiệp đó thì ở đây Đức Đức Thích trong đời không có cái sự sân giận, thì như vậy đây cũng là một thiện pháp. Ba điều thuộc về khẩu hành cũng thuộc về thiện pháp, mà không có sân giận tức là không có tâm sân, có mát mẻ thì đó cũng là thiện pháp. Cho nên khi mà chúng ta đọc qua cái câu chuyện Đức Thích, chúng ta nghĩ rằng là những pháp này là Đức Phật là thuyết cho Đức Thích, không phải là thuyết cho Đức Thích, mà vậy pháp này là Đức Phật cài dạy cái tánh hạnh của Đức Thích. Của chàng thanh niên không qua, nhờ có tánh hạnh đó mà được đứng lên ngôi thiên chủ như vậy. Cả những cái tánh hạnh mà Đức Phật ngài kể lại cho vương tử Ma Ha Lý nghe đó, thì những tánh hạnh này, những cái thiện nghiệp này được quy vào cái pháp gọi là appamana. Appamana tức là cái sự không có giải đãi. Không có sống buông thả. Cho nên Đức Phật mới đọc lên bài kệ Appamadi Makkhawa
Devanang Set Thattangato Madang Pasang Santi Pamado Garahito Sada. Mắt khác không dễ vui đạt ngôi vị thiên chủ, không dễ vui được khen, dễ vui thường bị trách. Tôi có bài kể đến nếu mà chúng ta xếp thành cái văn xuôi để cái chúng ta dùng học Pali chúng ta dễ dịch đó, thì chủ từ chúng ta đặt phía trước, còn bài kể thì chúng ta đặt ở giữa cuối câu. Bây giờ chúng ta nêu về trước. Bác khu ba đi nó đi qua năng xếp tăng gà tô. Nếu chúng ta sắp theo văn xuôi như vậy rõ ràng rất là rõ nghĩa để mà chúng ta dịch Pali. Bác khu ba đạt đến ngôi tôn chủ của chư thiên nhờ không dễ vui. Apama đang phát sanh sanh tí. Cái câu này ở trong bài kệ cũng vậy, mà chúng ta đem ra chúng ta cũng đi vậy. Tức là ở đây đó, ở trong chú giải thì giải thích vì rằng cái động từ phát sanh sanh tí là số nhiều, ngôi ba số nhiều, cho nên ở đây chúng ta phải hiểu là họ khen ngợi. Họ khen ngợi họ ở đây là ám chỉ cho các bậc trí. Ma đăng đó là đố khách số ít, và chữ Appaman đăng ở đây được xem như là xuất từ của động từ bát sanh sanh tí. Các bậc trí khen ngợi là khen ngợi cái gì? Khen ngợi cái hạnh không dễ vui, khen ngợi cái hạnh không dễ vui. Còn cái câu chót trong cái bài kệ Pamado Gareto Sada, để chúng ta đọc nghe cho nó vần, cho nó êm tai, nhưng mà chúng ta phải sắp xếp lại là Pamado Sada Gareto. Nhưng mà chữ Gareto nó là hiện tại, nó là quá khứ ngôn từ, do đó ở phía sau chữ Gareto thì chúng ta phải có một cái động từ trợ động từ như là hô tiếng, nó mới tròn câu thưa quý vị. Còn chữ sada có nghĩa là luôn luôn, sada là luôn luôn. Sự chuyên cần luôn được 8 tháng và sự dây vui luôn bị khiển trách. Chúng ta học xuyên suốt 12 câu đầy, 12 câu có phố của thực phẩm Appama đã quá cá, thì chúng ta sẽ nhận ra được tất cả những cái thiện pháp đều nằm ở trong cái phạm trù là Appama đã, tức là cái pháp bất hình xuất, pháp không dễ vui. Chỗ trong bài kệ này
Bài kệ Pháp Cú số 10 này, bài kệ Pháp Cú số 30, ở đây trở thành câu số 30, thầm bọc cái đáp 30, nhưng mà nó là bài kệ số 10 của cái phẩm Appamada Quốc Gác, cái phẩm không nhận. Trong cái bài kệ này thì Đức Phật Ngài nhắc đến cái tên Makhawa, tên riêng của Thí Chủ Đế Thích. Thì ở trong bài kệ đó, trong hai câu đầu, mấy khác không dễ vui đặt ngôi vị Thí Chủ, đó là Đức Phật Ngài nhắc lại cái tiền tích. Nhưng mà trong hai câu cuối đó, thì là Đức Phật Ngài muốn khuyến cáo cho mọi người các bậc trí thức trong khen ngợi cái hạnh bố thí, cái hạnh không dễ vui, khen ngợi cái hạnh không dễ vui, và các bậc trí thường hay chỉ trích cái sự dễ vui. Thiên tưởng chúng ta cũng cần phải định nghĩa lại, cái vấn đề dễ vui và không dễ vui chúng ta phải định nghĩa lại. Ở trong tu chú giải Tăng Chiều Kinh đó, thì giải thích rằng tất cả những thiện pháp đều nằm ở trong cái phạm trù của cái pháp của Appamada. Sự bất kinh xuất hay sự không dễ vui, rồi từ đó chúng tôi mới có những câu chuyện, những cái đề tài, những cái thiện hạnh mà Phật tử làm, rồi từ đó mới có những cái câu chuyện liên quan đến cái pháp không dễ vui. Nhắc lại cái điểm này để cho các Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng tại sao ở trong cái bài kệ này thì Đức Phật nói cái sự không dễ vui là pháp sanh làm đế thích, dù có chỗ thì cái sự không dễ vui sẽ giúp cho con người tiến hóa, hay cái sự không dễ vui là con đường đưa đến niết bàn, là đạo lộ bất tử vân vân. Chúng ta cứ nghĩ như vậy để chúng ta cảm thấy tại sao mà rối rắm quá, Phật học cũng rối rắm. Nhưng không, thưa quý vị, khi mà chúng ta sống trong thiện pháp thì tất nhiên ở trong thiện pháp có những cái pháp tình hảo, tính niệm tàm quý, vô tham vô sân, trung hòa, tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, tánh thân danh tâm, ba giới phần, hai vô lượng phần và trí tuệ, gọi là pháp vô tình hảo, là pháp tình hảo. Sô phá đắc chê tê sư cá. Khi người có được cái pháp thiện thì người này gọi là người không dễ vui. Còn nếu mà chúng ta nói chi tiết nữa theo cái khía cạnh đặc thù của mỗi hạnh đó, thì chúng ta lấy có ba
nó gọi là appamada, là sự không dễ vui. Một là lấy nghĩa là phát tinh tấn, một người có sự siêng năng tinh tấn loại bỏ những cái ác có thiện pháp và trao dồi những cái thiện pháp, thì vậy đó cũng gọi là không dễ vui, là phát tinh tấn. Cái thứ hai nữa là không có khinh thường, không có xem thường những cái thiện pháp. Bởi vì thiện pháp là cái món ăn tinh thần, là cái chỗ nương tựa cho chúng sanh trong ngày vị lai. Do đó khi một người đối với điều thiện dù nhỏ cũng không có xem thường mà bỏ qua, và người đó có cái sự thích quan hỷ thực hiện những cái thiện pháp đó, người ấy nhớ được rằng là Đức Phật dạy chớ chê khinh điều thiện, cho rằng là không kết quả, từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày sẽ cạn bình. Cũng vậy, bậc hiền trí thấm nhuần được phước báo do làm thiện lần chút lần chút. Vì thế cái chữ appamada, cái sự không dễ vui, nếu và chúng tôi nói trong cái nghĩa thứ hai đó, thì đó chính là cái sự trân quý đối với các thiện pháp, không có xem thường. Cái nghĩa thứ ba của cái pháp appamada là ở đây thì có khi dịch là chuyên niệm, nhất là cái vị hành giả có cái sự tu tập thiền định. Vị hành giả tu tập thiền định, vị hành giả cần phải hiểu rằng cái niệm được gọi là appamada là sự không dễ vui. Dù cho vị hành giả bình thường có cái phẩm hạnh tốt như thế nào đi nữa, nhưng mà lúc mà ngồi thiền mà cái tâm phóng dật bỏ quên cái đề mục, quên lãng cái đề mục thiền, được xem như là vị có sự dễ vui. Cho nên sự dễ vui ở đây nó tùy theo cấp độ. Một người lười biếng, không biết làm việc, không biết quét nhà, không biết giặt giũ, để cho nhà dơ bẩn, y phục dơ bẩn, thì cái sự lười biếng đó gọi là cái sự dễ vui, mà siêng năng thì gọi là không dễ vui. Cái cấp độ thứ hai đó là nói đến một người mà họ chuyên làm thiện, còn một người họ chuyên làm cái làm điều ác. Một người mà chuyên làm điều thiện, dù thiện lớn thì nhỏ thì họ cũng không có xem thường, mà họ có những cái đức tánh như là Santoti,
Kusali xuất thông mê xuất sự không biết lũ trong các thị pháp. Và có cái sự tinh tấn bất thối chuyển đối với các thị pháp đó. Thì như mình một người đó, thí dụ bây giờ người ngoài họ đâu có biết Phật pháp, cho nên không phải là đợi họ mất cái niệm chúng ta mới nói, họ có đâu còn mất. Bây giờ chỉ cần cái người đó họ sống với thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh bao nhiêu đó cũng đủ gọi là cái người sống dễ vui, sống dễ đại. Ngược lại thì gọi là cái người chuyên cần, cái người không dễ vui. Rồi cái cấp độ thứ ba đó là mới nói đến một cái người tu tập. Thí dụ một trong Đức Phật ngài quy định là hãy mỗi khi mà thọ dụng y phục Phật thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh thì phải quán tưởng hết, phải suy xét rằng và tha phát chan văn có quá tâm an năng tha tu mắt mê quê tăng về đi đăng chi qua rằng tánh vật vui tu cô tu bút cơ lô tha tu mắt tập cô nít sạch tu nít chi vô sinh vô công vật. Có phải quán tưởng trước hết là thấy rằng y phục hay là vật thực hay là thú sàng tỏa hay là thú trị bệnh chỉ phương tiện làm ra để mà dùng xài thôi, chứ nó chỉ là đất trước tự gió. Còn quy định cái gọi là cái yên cái bát v.v. thì cái đó là quy định theo cái cách thưởng thức, cho nên phải quán tưởng về cái tính chất tứ đại của bốn món vật dụng, hay là quán xét cái bốn vật dụng đó bình thường ở ngoài thì không thấy nó dơ, nó bẩn, nó không đáng dùng góp, nhưng mà khi đưa vào miệng hoặc là y thì đắp lên người, vật thực thì đưa vào miệng ăn xong thì nó gọi là quán tưởng nhận vật nhận gớm vân vân. Được bên Phật đã quy định là các vị tỳ kheo khi mà thọ dụng muốn phục dụng phải quán tưởng. Nếu mà vị tỳ kheo khi mặc y, khi ăn vật thực, khi ở trong liêu cốc, nằm trên giường, ngồi trên ghế mà vị đó không có cái sự quán tưởng bay chật với kênh á, thì vậy đây gọi là cái sự dĩ vui. Nó tùy theo cái cương vị của người mà nói. Còn như đối với vị hành giả, một khi mà đã chấp nhận tu học thiền định thì vị đó phải giữ chánh niệm, mà hãy lúc nào vị đó thất niệm thì lúc đó được gọi là dễ vui, còn hãy lúc nào vị chánh niệm nén nhại thì gọi là không dễ vui. Cho nên ở trong ba cái ý nghĩa của cái sự không vui thì chúng ta cần phải chú ý, nó tùy theo cấp độ qua
tiền thân của Đức Trời Đế Thích, nhờ không dễ vui, tức là nhờ thực hành những cái thiện pháp như là lợi hành, làm cầu đường cho người ta đi lại dễ dàng, rồi lại ăn trú ở trong bốn cách, thì mắt hôm qua đã có cái sự hành động một cách tốt được, sự tinh tấn thực hành những cái thiện pháp như lợi hành vân vân, thì sự tinh tấn đó được gọi là không dễ vui. Còn mà đề đó, và thanh niên mắc khâu qua nhờ cái áp phong hoa đi đó là sự không dễ vui đó, mà sau khi chúng được sinh về cõi trời và phước phát sinh do làm thiên tử, cho làm thiên tử đến thức làm cho ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng có người khác cõi trời của chúng ta, cõi trời khác với cõi người chúng ta. Cõi người chúng ta thì lâu lâu trăm năm hết mãn nhiệm kỳ người ta mới bầu bán lại thành cái việc, cái chức vụ hay cái vai trò ở trong xã hội, thì con người phải hội họp lại, có một cái hội đồng để bầu cử. Nhưng mà trên nước, trên cõi trời như là cõi trời Đao Lợi chẳng hạn, thì cái phước ai nấy hưởng. Thế mà vị thiên tử nó mới vừa xuất hiện ở trong cái cõi Đau Lợi, thì cái vị đó phải có đủ phước báo, chưa thiên họ phục. Ở khi họ phục nó họ làm tùy tùng rồi đó, thì thưa quý vị, họ không bao giờ có cái sự ganh tị hay là lật đổ ở con người của chúng ta. Khi mà nhóm này đưa vừa kia lên làm vua, rồi cái nhóm khác họ tìm cách họ trù dập ở trong các ngôi trời, không từng có cái sự kiện này. Không hai con chó của bài kệ thì Đức Phật Ngài dạy ở đây là Ngài nên cái chứ sinh sanh tiết ngôi thứ ba xuống nhiều, thường khen ngợi cái hạnh không dễ vui. Mà ai khen cái hạnh không dễ vui thì ở trong chú giải thích đúng là chư Phật, chư vị toàn giác, chư vị độc giác, chư vị tinh văn giác đều là bậc A La Hán. Các vị đó thường khen. Cho nên cái chữ khen ngợi ở đây là chúng ta phải hiểu là Đức Phật và các bậc thánh thường khen ngợi cái sự không dễ vui. Dễ vui thường bị trách. Pamadu
Gaito Sada. Cũng là các bậc trí thức, các bậc thiện trí thức, các vị đó thường hay tán thán chỉ trích cái thiện pháp dễ vui đó đi ngược lại. Cho nên ở cái hai câu chót của bài kệ thứ hai, bài kệ số 39 này là Đức Phật đã nói rằng chư Phật, chư vị A-la-hán đều ngợi khen cái hạnh không dễ vui, phần chỉ trích cái hạnh dễ vui. Thì chúng tôi xin được dừng lại bài học này, và bây giờ xin cung thỉnh Hòa Thượng Nhất Đẳng Quan Hỷ điều hợp cho cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trân Hòa Thượng Đại sư với pháp thoại vừa rồi. Bà sư huynh Quan Hỷ nói nhanh dùm cho ba câu hỏi ngắn, rồi sau đó thỉnh sư huynh đi nghỉ. Câu thứ nhất, bạch Hòa Thượng Từ Sư, chúng ta thấy một cái đặc điểm của thanh niên Mát Khát đó là sự nhường nhịn, sự nhường. Mình làm xong rồi cả dành mình nhường. Nhưng mà trong Phật Pháp nói chung, như là chúng ta nói những pháp bố thí, trì giới vân vân, thì mình không thấy có chữ nhường bao giờ. Thì bạch Hòa Thượng Từ Sư, cái thái độ nhường của thanh niên Mát Khát đó, nếu mà nói trên phương diện thiện pháp thì chúng ta nói là điều gì, và điều đó có được Đức Phật ngày khuyến khích chúng ta không? Xin cái tỉnh Hòa Thượng Quan Hỷ trở lại. Cái sự dường nhịn đó, nhường nhịn cái chỗ đứng, cái chỗ ngồi, cái đó không gọi là cái pháp bố thí, cũng không gọi là pháp trì giới, cũng không gọi là pháp tu tiến, pháp cung kính. Nhưng mà nó nằm ở trong cái pháp gọi là quay vô chắc, là phục vụ, hay đã thác chơi ra là lợi hành. Cái này là phải tác ý, phải tác ý. Khi mà thanh niên Makawa dọn dẹp, đổ cỏ rác và trải trải cát cho nó bằng phẳng ở trên cái chỗ đứng, để khỏi bị đứng ở trên cái đám cỏ. Sau khi làm xong như vậy, chỗ có người khác đến dành, ai thì giận, thấy tự nhiên họ vô lý, người ta làm sẵn rồi dành, rồi tâm sân nó khởi lên. Nhưng mà thanh niên Makawa Quan Hỷ nghĩ rằng ta được cái cơ hội lợi hành cho chúng sanh khác. Cái pháp này nếu mà nói phát hiện đó, thì nó là Atthacharya, tức là lợi hành. Mà lợi hành có nghĩa là trong 10 cái Puñasariya thú thì cái đó được gọi là quay vô chắc, tức là phục vụ. Lúc ban đầu mình làm đó, mình không có nghĩ rằng làm cho mọi người, không có phục vụ cho mọi người. Ai muốn đi coi hát thì kiếm chỗ mà đứng
Nhưng mà bây giờ đã làm như vậy rồi đó, mà có người đến giành, nếu mà không có tác ý rằng mình kệ nó, xem như là mình lợi hành cho chúng sanh hay phục vụ cho chúng sanh đi, nếu không có tác ý như vậy thì thanh niên Makhawa sẽ khởi lên cái tâm sân. Mà khởi lên tâm sân như vậy thì nó không thành tựu cái đức tánh của cái người làm thiện pháp để sanh về cõi trời làm đi thì chúng đế tích. Cho nên Makhawa lúc bây giờ có cái sự tác ý quan hỷ nghĩ rằng phục vụ cho chúng sanh mà. Thế vậy cái thái độ nhường cái lợi lạc cho chúng sanh khác, như thanh niên Makhawa nhường cái chỗ đứng đó, thì cái này được xem là cái thiện pháp lợi hành hay là thiện pháp phục vụ quay vô quay trái ở trong Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trừng Hòa Thượng Thiệt Sư. Bên Hòa Thượng Hòa Thượng Hoan Hỷ giải thích là ở đây chúng ta nói là phẩm không phóng dật hay là không dễ vui, và có đôi khi không dễ vui gọi là tinh cần nữa. Nhưng mà đối với một người ví dụ một người mà cái bản chất của người đó là tốt tự nhiên, tốt tự nhiên rồi họ làm việc tốt đó, thì cái đó mình có nên gọi là tinh cần không? Và nếu có tinh cần thì tinh cần chỗ nào? Xin cái thỉnh Hòa Thượng Hoan Hỷ trả lời giải thích về điểm này. Ông đây thưa quý vị, có bốn cái chánh cần. Ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh không thể sanh khởi. Thứ hai là tinh tấn đoạn trừ những ác bất thiện pháp đã sanh cho nó mất đi. Thứ ba là tinh tấn tu tập những cái thiện pháp chưa có làm cho có. Và thứ tư là tinh tấn duy trì và phát triển những cái thiện pháp đã có rồi được tiến mạnh, không làm cho nó mất. Thì cái trường hợp của thanh niên mắc khát á, chúng tôi gọi là có cái tâm tánh tốt tự nhiên, thì tự nhiên là do cái thừa cận y duyên ở trong đời quá khứ nữa, cho nên mới có cái tánh tốt tự nhiên vậy. Nhưng mà còn là phàm phu, nếu mà những cái đức tánh tốt đó không được nỗ lực để duy trì và phát triển cho nó lớn mạnh thêm, cho nó còn tồn tại đó, thì như vậy cái tánh tốt tự nhiên nó cũng sẽ biến mất. Giống như một người có cái trí, có cái cơ trí mình sinh bằng cái tâm đại hóa học trí như điều qua đa tá chẳng hạn, cái gì sắc bay nhô naro là người có trí bẩm sinh đó, thì bây giờ muốn duy trì được cái trí tuệ đó, ngay trong hiện tại phải tu tập tuệ
phải tu tập thêm nữa thì cái trí tuệ mới sáng và mới duy trì được. Và đằng này đề bài đăng đa, Đức Phật này nói rằng đề bài đăng đa do tham vọng và bỏ dở nửa chừng những gì đã được nặng, nên đề bài đăng đa mới đi vào cái bóng tối như thế. Thì ở đây thanh niên mất khác có cái sự tinh cần trong chuyện pháp mà thuộc về chính cần thứ tư, tức là hắn định nguyện. Là một cái thầy dạ vâng, sa thú kính trường hòa thượng tự sư. Bạch hòa thượng, bạch thượng Quang Khỉ giải thích một điểm như vậy là qua cái bài kinh này đó, Đức Phật ngài đề cập đến tiền thân của thanh niên Ma Khát, và ở trong kinh Bổn Sanh thì chúng ta thấy có rất nhiều trường hợp một cái người thực hành thiện pháp mà họ sanh trong cái thời hoàn toàn không có Phật ra đời, hoàn toàn không có Phật pháp, thì trong cái sự suy tư của hòa thượng đó là cái thiện pháp mà đi với niềm tin tam bảo, tức là thiện pháp mình thực hành như ngày hôm nay, mình thiện pháp do mình học, mình hành theo lời Phật dạy, và cái thiện pháp mà không đi với niềm tin tam bảo có khác biệt hay không, hay đã là thiện pháp thì giống nhau thôi. Và một cái người mà như là thanh niên Mắt Khá hay là Đức Bồ Tát trong nhiều kiếp khuôn tu những cái thiện pháp mà không có biết đến tam bảo đó, thì cái thiện pháp đó có khác gì đối với cái những gì mà chúng ta thực hành ngày hôm nay không? Xin kính thỉnh Hòa Thượng Quang Khỉ trở lại. Thưa thầy, thưa quý vị, lời chân chân chính hay gọi là chánh tính nó có bốn. Một là tánh nhân quả, tánh tác pháp hữu vi ở trong đời này, cái gì cũng có nhân có quả, có nhân có quả, có lửa mới có khói. Cây nó không thể mọc tự nhiên được, nó phải do từ cái hạt giống mà nó mới ra cây như thế này. Thứ hai, tin vào cái nghiệp báo, tức là tin cái hành động thiện thì có kết quả vui, hành động ác thì nó sẽ đưa đến kết quả khổ đau. Tin như vậy, chúng ta đừng có nghĩ rằng là tin nhân quả cũng như là tin nghiệp báo chứ có gì mà phải tách đôi để mà nấu. Không, thưa quý vị, nhân quả là cái chuyện khác, nghiệp báo là cái chuyện khác. Mặc dù nghiệp báo tức là nhân quả, nhưng mà nhân quả theo kiểu nghiệp dị thời quả dị trục, nhưng mà không phải lúc nào nhân quả cũng là nghiệp báo hết được. Ví dụ như do chúng ta ăn uống sai cho nên chúng tôi bị đau bụng,
ăn những vật thực ngủ lạnh hay là sống xích chẳng hạn thì chúng ta đau bụng, thì cái nhân của nó tức là do ăn đồ sống xích và cái hậu quả của nó là cái sự đau bụng. Chúng ta đi nắng bị nhức đầu thì đi nắng là nhân, mà nhức đầu là quả. Chúng ta đi trên đường trơn trượt mà chúng ta đi chúng ta lo suy nghĩ chuyện đâu đâu đó, rồi chúng ta bước lên trên cái chỗ ướt át hay làm cho mất thân bằng và chúng ta té ngã đau, thì lúc bây giờ chúng ta phải biết cái nhân ấy, tức là cái sự đi cẩu thả, và quả tức là cái sự té ngã đau đớn, cái đó là nhân quả. Nhưng mà cái nhân quả này không phải là nghiệp báo, còn nghiệp báo là một người xuất sanh thì cái quả đó là đời sau bị chết yểu, một người trộm cắp thì đời sau có tài sản bị mất mát, bị cướp giật luôn, thì như vậy đó, cái đó gọi là nghiệp báo, hay là chúng ta nói cách khác là nhân quả nghiệp báo, cũng bị nhân quả nhưng đó là nghiệp. Rồi thứ ba nữa, công asaka satha, tức là chúng ta tin nghiệp riêng. Cái này nó cũng khác hơn cái vấn đề chúng ta tin nghiệp báo nữa. Tin nghiệp báo là chúng ta tin nói chung là hãy làm thiện thì vui, làm ác thì quá khổ. Còn tin mỗi chúng sanh có nghiệp riêng đó, là chúng ta tin tưởng rằng sape sata kamasaka mada yada kamayodi kamapanthu kamapatisarano yang kamankarisami kalyanang wa papakang wa tasada yado pausati. Tất cả chúng sanh có nghiệp là tài sản, có nghiệp là của thừa tự, có nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, có nghiệp là chỗ y cứ. Chúng sinh sẽ thừa hưởng kết quả do cái hành động thiện hoặc là ác mà người đó đã làm. Cho nên ở đời người đó họ tin rằng là người này giàu là do cái nghiệp riêng của họ đời trước họ có, họ rộng rãi. Người này nghèo là do đời trước của họ bỏng sẻn kẹo kiết. Người này có đời sống sang cả là do đời trước họ có pháp cung kính mà sống ti tiện, sống hèn tiện là do đời trước của họ có cái tâm kiêu mạn với bậc trưởng thượng. Người mà được quyền thế lớn là do nhờ có cái sự tùy hỷ công đức của người khác đã làm. Còn người có tâm ganh tị thì đời sau là bị thế cô, không có quyền thế, bị hại hiếp, bị áp bức vô cùng. Ở trong cái bài kinh mà Đức Phật ngày dạy, kinh Chu Lắc Cầm Máu với Phân Gác, tiếng Việt phân biệt. Như vậy gọi là tin nghiệp riêng. Như vậy chúng ta có ba cái chánh tính là nhân quả, tin nhân quả, tin nghiệp báo và tin nghiệp riêng của mỗi người. Đến cái điều chánh tính thứ tư đó mới là tin vào cái sự giác ngộ của Đức Như Lai, tức là tin Đức Phật, tin Tam Bảo. Người Phật tử chúng ta thời nay khi mà chúng ta
sinh trong thời kỳ phó giáo pháp của vị chánh đạo giới gia. Chúng ta có cái niềm tin từ nơi Đức Phật và từ nơi giáo pháp và từ nơi tăng chúng đệ tử của Đức Phật, rồi chúng ta mới đi làm phước, làm thiện, mới tu tập. Nhưng mà chúng ta cũng phải có cái niềm tin vào nhân quả, nghiệp báo và nghiệp riêng nữa. Như vậy thời nay chúng ta làm phước tới chúng, cái điểm tựa của chúng ta, cái động cơ để giúp cho chúng ta làm thiện đó, là chúng ta có bốn loại niềm tin lực. Nhưng mà gặp cái thời kỳ không có bị chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời đó, lúc bây giờ như chàng thanh niên mắt khá chẳng hạn, cùng với 33 người bạn, thời kỳ đó không phải là thời kỳ giáo pháp của Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà những người này khi họ làm những cái thiện pháp đó thì họ dựa vào ba cái niềm tin kia, hoặc là hai cái niềm tin đầu, tức là tin nhân quả và tin hành vi thiện ác có quả báo. Họ tin có đời này, có đời sau, tin có các loại quá sanh. Bao nhiêu niềm tin đó cũng đủ để cho họ làm được cái điều thiện rồi. Cho nên ở đây điểm chung là một người làm thiện bằng cái tính kiên ở tâm bảo, còn một người cũng làm thiện nhưng không bằng tính tâm ở tâm bảo mà chỉ bằng cái tính tâm ở nhân quả nghiệp báo, thì nó có điểm giống nhau là làm bằng niềm tin. Nhưng khác nhau ở chỗ là khi mà làm bằng cái niềm tin tâm bảo thì như có cái sự chứng nghiệm, có cái sự bảo chứng, có cái sự bảo chứng của Đức Phật rồi mới làm. Thì nó khác hơn, nó khác hơn cái người làm phước mà không bằng cái niềm tin tâm bảo mà chỉ bằng cái niềm tin lý nghiệp báo nhân quả, là tự họ thấy cái điều tốt đẹp và họ tin chắc rằng nó sẽ đưa đến quả tốt đẹp rồi họ làm. Thì nó khác nhau ở chỗ là cái mục đích của cái niềm tin nó khác nhau. Em biết là họ có cái chỗ dựa vào cái điều có bảo chứng, còn một cái là họ dựa vào cái niềm tin. Thử họ suy nghĩ ra, nó khác nhau cho nó cũng giống như bây giờ. Một đứa bé, một con cha còn mẹ đó, nó đi học có cái học giỏi để gì, về đưa cái tờ liên lạc phụ huynh để được cha mẹ khen ngợi, động viên cho nó. Cho nên nó học, nó ráng nó học. Như một đứa bé một con không cha con mẹ thì nó cũng có những đứa nó cũng cố gắng học để giỏi, nhưng mà cái giỏi đó không để được, bị nó đâu còn cha mẹ để mà để cha mẹ khen ngợi hay động viên. Nhưng mà tại vì nó suy nghĩ là bây giờ mình đã mình coi phúc nghèo khổ như vậy, bây giờ mình phải ráng học để sau này mình lớn lên, mình thành tài, mình có cái chỗ đứng ở trong cái xã hội này chứ.
Cho nên họ thành công. Thế là hai cái người, hai cái bé mà bắt mà có cái sự học tập giỏi giang, thì một đứa là họ dựa vào nên cái sự động viên của cha mẹ, cũng giống như một người Phật tử chúng ta mà làm thiện pháp là dựa vào cái đức tin tâm bảo này, mà được khích lệ, được sáng kiến, được chứng tháng. Nhưng mà những người ngoại đạo họ tìm chân cho tam bảo, hoặc là họ sanh cái thời kỳ mà không có Đức Phật xuất hiện ở đời đó, thì lúc bây giờ họ cũng vẫn làm thiện pháp được, nếu họ chỉ dựa vào cái niềm tin nơi cái nhân quả gì báo thôi cũng được thôi, cái nào nó cũng tốt. Nhưng mà nó có thể là nó khác nhau ở chỗ một người mà làm thiện dựa vào cái niềm tin tam bảo, họ có thể họ ý lại và sau đó họ lui sụp. Còn một người mà họ làm thiện, họ chỉ dựa vào cái niềm tin của họ vào cái nhân quả nghiệp báo, thì như vậy có thể là nó bền bỉ lâu dài được, nhưng mà ít lắm, số ít. Nên ở đây đó, chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta suy xét, thì chúng ta sẽ biết rõ hơn. Chúng tôi xin được chia sẻ cho quý vị qua cái câu thảo luận số 3 của Hòa Thượng Nhật Đản vừa nêu trong một thời gian. Sa thú kính trình Hòa Thượng Tề Siêu. Hôm nay rất là phiền, là phiền Hòa Thượng Tề Siêu đã giảng vào trời còn phải nói thêm ba câu, nhưng mà những điều hỏi rất là thiết thực nên Hòa Thượng hoan hỷ. Còn bây giờ để Thánh Sư Huynh đi nghỉ, phần còn lại thì Sư Đệ và Thượng Tọa Tề Quyền sẽ tiếp tục. Thượng Tọa Tề Quyền ơi, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tề Quyền đang có mặt ở trước máy, dạ. Thượng Tọa Tề Quyền, khi mà chúng ta đọc vào những cái pháp mà Thiên Chủ Đế Thích đã thực hiện khi mà là thanh niên Mát Khá trong tiền kiếp đó, thì có những pháp rất gần gũi với đời sống của chúng ta, giống như là phụng dưỡng cha mẹ, hay là có cái lòng cung kính với các bậc trưởng thượng, nói những lời nói hòa ái, vân vân. Thì những cái thiện pháp này, có nhiều khi người ta nói rằng nó không có liên hệ tới sự tu tập như tu tập giới định tư, tu tập giác ngộ giải thoát, nhưng mà lại là cái thiện pháp mà nó đem lại cái nó đem lại sự tốt đẹp trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như mình thấy rằng một người dù không phải theo đạo Phật hay không biết về Phật pháp, nhưng mà nói lời nói hòa nhã, biết kính trọng người trên những bậc trưởng thượng, hay là biết nói lời hòa ái, không có nói lời chia rẽ, không có nói lời gian dối chẳng hạn, thì tôi tự nguyện có thể xác nhận một điều này chăng, đó là thiện pháp thì nó vẫn có thể tồn tại dù nằm ở trong đạo Phật hay là ngoài đạo Phật. Dù Đức Phật có ra đời không thì có thiện pháp, nhưng mà những thiện pháp nó có một chút, nó có những giới hạn, và những giới hạn đó là gì? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền hoan hỷ chia sẻ và suy tư về điểm này. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sơn Khai. Giờ con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Hòa Thượng Nhật Đẳng, Đại Đức Từ Tri, Đại Đức Từ Đức, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch Hòa Thượng, thì quả thật chỉ ngoài bốn đạo bốn quả và một niết bàn, cái đó là giá trị trong Phật đạo của chúng ta, giá trị được đoạn khổ diệt khổ, đó là giá trị ở trong chúng ta gọi là cái cao cả nhất của người chúng sinh được thoát khỏi cái trầm luân sinh tử. Còn có thể nói rằng tất cả những đại thiện khác còn lại, thiện đáo đại và đại thiện dục giới, thì những tâm thiện đó
là những tâm rất tốt, rất rất tốt. Chứ đâu dễ dàng chúng ta thành tựu được. Như là một vị chứng thiền ta cũng làm đã là khó cực kỳ rồi. Thì một cái hành động, một cái pháp thiện mà để thực hành như là ma khá, như là thanh niên ma khá mà làm đế thiên đế thích, làm đế trời đế thích của trời ba ba đó, thì chúng ta thấy bảy cái điều thôi, bảy cái điều này. Và nếu như ai thực hành được thì người đó là một bậc sapurisa, tức là một bậc thượng, một bậc trí tuệ, một bậc quân tử, một bậc coi như là hiền trí đó chứ. Một vị chứng thiền cũng là bậc hiền trí, nhưng nếu mà hiền trí cao cả nhất mà chúng ta gọi là coi như là các bậc chân nhân để đưa đến giải thoát, chấm dứt sinh tử khổ đau, thì đó là một giá trị tuyệt đối. Chứ còn dưới cái mức đó thì ngoài pháp và lực này cũng có mặt. Thì dù người ta không có hiểu biết gì, thở xưa, thở xa xưa đã có những vị đạo sĩ ngay cả chứng đắc tới thiền vô sắc giới như là Ulara và Kalama. Chúng ta thấy đó những bậc người ta có những cái pháp tu mà phải nói rằng là rất là đặc biệt ở trong cuộc đời này. Những cái pháp tu đó nó không có tuyệt đối để thoát khỏi cái sinh tử khổ đau, nhưng là một cái thân của kiếp con một chúng sinh mà đã kinh qua được thì cũng là một điều tốt đẹp. Có thể nói rằng tất cả chúng ta phải có những thiện duyên đó thì chúng ta mới gần kề đến với cái đạo lộ giải thoát được. Chúng ta phải hiểu như vậy. Chúng ta vốn có một cái nền tảng của thiện pháp, và trừ từ nền tảng của thiện pháp đó thì người ấy mới có một cái tâm xả bỏ được. Người đó có cái tâm tức là vượt thoát cái kiến chấp, cái ái chấp của mình được. Như chúng ta thấy ở đây, cái chỗ mà luôn luôn suốt đời xả tài bố thí, nó không có dính mắc, nó không có keo kiệt, đó cũng chính là cái yếu tố của ba la mật chứ. Và chúng ta thấy từ những cái thiện duyên đó Đế Thích mới đắc được, chứng được tu đạo quả, thì chúng ta thấy đây là cũng một thiện duyên đó. Và tất cả chúng ta ai có những công đức lành, có những công đức có thiện pháp thiện sự, thì người đó đều là những người tốt đẹp, là những thiện pháp cao cả, chứ không phải là một chuyện bình thường. Nếu mà chúng ta tiến tu được thì vào thời, lúc mà vào thời không có giáo pháp hay không có chư Phật ra đời, hay là giáo pháp không có, là không có hiện hữu, nhưng tâm của chúng ta vẫn có những thiện tâm, vẫn có những cái tâm tốt, tâm hiền, tâm lành, tâm thiện, thì cái điều này phải do từ thiện thân chúng ta vốn có tác đạo. Cho dù Phật pháp không ở những loại này, có hỏi rằng và thượng hỏi rằng, phải chăng dù có Phật pháp, dù không có Phật pháp thì một số thiện pháp vẫn có mặt ở nhân loại? Đây là đúng. Nếu như vậy thì thiện pháp không nằm trong thời giáo pháp. Nếu như vậy thì thiện pháp không nằm trong thời giáo pháp, chư Phật có những giới hạn gì? Sự thật ra thì nó có những giới hạn, tức là nếu không nằm trong cái thời hạn đó thì chúng sinh khó có cái điều kiện mà chấm dứt cái sinh tử khổ đau. Bởi vì ánh sáng chân lý mà có một cái chánh tri kiến để mà soi rọi, hay là sát trừ được phiền não thì không có, nhưng áp chế phiền não thì có. Thì đó là cái giới hạn, tức là vào lúc đó thì có thể nói là ánh sáng trí tuệ của thiền quán chưa, sẽ không có mặt. Và ánh sáng của đạo lộ, của đạo siêu thế, của quả siêu thế sẽ không có mặt. Bởi vì lúc đó là cái thời lúc đó nó chỉ hưng thịnh ở thiện pháp, mà cái thiện pháp này nó không phối hợp cùng với đại thiện siêu thế, mà chỉ phối hợp với đại thiện dục giới, đại thiện đạo đại và đại thiện
vô sắc giới, giáo đại nói chung, vừa sắc giới và vô sắc giới. Thì ở đây, ở trên cái nhìn của chính con thì con nghĩ rằng là chúng ta cần tác tạo những thiện sự. Đó chính cũng là hành trang. Chúng ta cần phải hiểu biết, cần phải nắm vững, nắm rõ, cần phải có một cái tri kiến, một tri kiến Phật Pháp. Thì dầu ở bất cứ hoàn cảnh nào, thì nếu như lúc đó chúng ta không có thể, ánh đèn tuệ của Phật Pháp không thể soi xét ngay lúc đó, nhưng chúng ta cũng nhờ cái nền tảng đó, nhờ cái nền tảng thiện thể đó, nó cũng sẽ soi được, nó cũng sẽ dẫn lối chỉ đường cho chúng ta. Dầu gì cũng là thực hành thiện sự, còn hơn là chúng ta thực hành ác pháp và ác sự, để chúng ta sẽ xa rời cái thiện pháp. Bởi vì thiện và ác cũng như, được ví như bờ này và bờ kia, ở mặt đất cũng như ở trên trời, nó cách xa như vậy đó. Yeah. Cho nên vì vậy cần lắm thì chúng ta phải có một cái chánh tri kiến, có một chánh kiến, cần lắm chúng ta cần tạo những thiện sự khi Phật Pháp còn hiện hữu. Và dầu rồi mai sau không có Phật ra đời, dầu đó như Phật Pháp không có hiện hữu, thì chúng ta cũng có được nhiều sự tốt đẹp. Và chúng ta nhớ như là lúc xưa có một cái bài mà có một lần mà Bồ Tát vào cái thời, lúc đó cái thời mà không có giáo pháp hiện hữu á, thì lúc đó Đức Bồ Tát đi làm vua đó, đi trên một cái băng rừng, băng núi vậy, thì Đức đứng trên cái đỉnh núi, thì lúc đó thèm nghe một cái câu Phật Pháp, thèm nghe một câu chân ngôn. Thì nếu như ai nói được câu chân ngôn, đổi bất cứ gì ta cũng chấp nhận. Lúc đó Bồ Tát khởi cái tâm như vậy, thì Đức Trời Đức Thích hiểu được cái tâm của Bồ Tát mới quát hiện ra: nếu như ta nói được cái câu chân ngôn thì ngươi tính sao? Nó muốn tính cái gì ta cũng chấp nhận. Nếu như ngươi dám hy sinh gieo mình xuống núi này, ngươi chấp nhận không? Thì lúc đó Đức Bồ Tát chấp nhận. Đức Bồ Tát mới bây giờ ta nói cho ngươi nghe một cái câu chân ngôn. Đó cái câu Hiriottapasambanna Sukathamma Samahita Santo Sapurisa Loke Devathamma Tuichare. Có hai pháp khó tìm ở trên cuộc đời này, đó chính là người có lòng tàm và người có lòng quý. Thì bằng cái trí tuệ của cái vị Bồ Tát, thì ngày đây là cái câu chân ngôn, và ngày gieo mình xuống như lời đã hứa, thì Đức Đức Thích mới lúc đó mới quá hiện, mới nâng ngày về trở lại và lui về thiên cung. Thì chúng ta thấy đó chính là thời gian đó đâu có Phật Pháp hiện hữu, nhưng cái tâm của Bồ Tát vì hướng tới cái ánh sáng chân lý, cho nên muốn nghe một cái câu chân ngôn. Thì kính bạch Hòa Thượng, đây chính là cái vài lời con suy nghĩ nha, xin với câu thảo luận là vậy. Nếu có điều gì cần một chút thì cứ cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thú kính trình thì thật tuyệt vời rất nhiều với câu thảo luận vừa rồi. Kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, xin được tiếp theo lời của Thượng tọa Trực Quyền. Điểm đầu tiên, thưa quý vị, muốn nói ở tại đây là người Việt Nam do ảnh hưởng cái truyền thống của Trung Hoa và ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa. Xin lỗi quý vị có nghe không? Quý vị có nghe chúng tôi nói được không ạ? Yeah. Nên chúng ta thường chia ra trong sự tu tập có những con đường như là nhân thừa, tức là con đường để sanh của người, tiên thừa sanh vào cõi trời, rồi thanh văn thừa là con đường sanh vào các đệ tử Phật, độc giác để dương giác thừa, hay là Phật thừa, vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta gọi là con đường để sanh thiên đó, thì chúng ta phải kể đến những pháp mà Đức Phật đề cập đến tại đây về Thiên Chủ Đế Thích. Và ngay cả một người, như ví dụ ở trong nhà chúng ta có những người không có cái đức tin về Tam Bảo, không có đi chùa. Nhưng mà nếu người đó là vợ chồng, con gái hay là bạn bè, mà nếu chúng ta muốn hướng dẫn những người này theo thiện pháp, thì chúng ta cũng không cần phải đề cập
đến đi chùa, hay là quy y, hay là lễ Phật, mà chúng ta có thể khuyến khích những người đó là có hiếu với cha mẹ. Có hiếu cha mẹ cũng là phước sanh thiên. Cung kính các bậc trưởng thượng, mình thấy những người lớn tuổi, những người, những bậc cha anh, mình có tâm kính trọng, cái đó cũng sanh thiên. Không hỗn hào à? Dạ. Không hỗn hào, tức là đối với người lớn có sự kính trọng. Và nói lời hòa nhã, nói lời hòa ái, nó cũng là phước sanh thiên. Có lẽ quý vị rất là ngạc nhiên nghĩ là nói lời hòa ái chỉ là sự thôi. Nhưng mà trong cuộc đời này, nếu chúng ta có giành được cái thái độ hòa nhã, hòa ái trong cái ngôn ngữ đối với người khác cũng là một thiện pháp. Chúng ta nhớ rằng trong bốn giới pháp đó, thì lời hòa ái thuộc về ái ngữ, ở trong chánh ngữ bất chánh đạo thì cái đó cũng là một thứ gọi là không nói lời độc ác, không nói lời cay nghiệt, là cũng là một thứ là hòa ái. Và trong đời sống hàng ngày, cái lời nói thân thiện cũng là một lời nói tốt. Dạ. Cuộc sống của mình, khi mình có những người họ có cái tính rất là dễ phát triển về điểm này, đi đâu gặp ai nói gì cũng nói những lời hòa ái, chứ không nói những lời tục tằn, cộc cằn, soi mối, chỉ trích. Có nhiều người họ có cái tính là nói lời hòa ái, thì nếu họ chú trọng cái đó cũng là một cái thiện pháp sanh thiên. Rồi thì thường xả tài bố thí. Yeah. Có những người mà gặp chuyện gì thì họ cũng làm, cho dù đôi khi họ làm xong ở trong túi hết tiền đi nữa, họ cũng làm trong túi. Chứ biết là có những người họ làm phước á, làm thiện, họ nghe chuyện đó thì trong túi bao nhiêu họ dốc ra hết, cái đó cũng là một cái phước. Và nói lời chân thật. Dạ, nói thật có nhiều khi mình mất mát điều này, mất mát điều kia, bị dích thì dích cũng nói thật, cái đó là một điều rất quý. Và cái tính mát mẻ, ít có sân giận, người ít bao giờ nóng nảy, luôn luôn lấy cái chữ hòa ái, hòa ký để tạo nên cái cuộc sống hàng ngày. Thì chúng ta thấy rằng những pháp này đó được gọi là những cái thiện pháp để sanh làm để sanh thiên. Và đặc biệt nếu chúng ta tinh tấn mà có đủ cả mấy điều này thì là cái phước báo để sanh ra là vị thiên chủ đấy. Riêng ở trong một cái khía cạnh mà chúng ta đề cập nhiều đến ngày hôm nay đó là từ thiện xã hội. Cái tinh thần từ thiện xã hội đó, người ta chỉ nghĩ là mình cho người nghèo thôi, những người đói thí dụ như đi cứu trợ, người ta bị bão lụt, bị động đất, hay là bị dịch mình cứu trợ, cái đó mới là từ thiện xã hội. Nếu chúng ta nhìn lại mấy cái pháp này thì chúng ta thấy rõ ràng rằng những thiện pháp này có thể thực hành, đó là những thiện pháp mà không cần phải chờ người ta có tai nạn, chờ người khổ mình mới thể hiện thiện pháp. Thí dụ mình nói lời hòa nhã, không nói lời đâm thọc, mà mình chỉ nói lời chân thật, chỉ nói lời đoàn kết chẳng hạn. Và đời mình sống có biết sống có bố thí, biết sống giữ tâm từ, biết cung kính trưởng thượng cùng những cha mẹ, những điều này chúng ta áp dụng trong đời sống hàng ngày được rất tốt. Và nó tốt về nhiều việc. Và khi mà mình có những thiện pháp đó thì mình phải có khả năng mình cảm nhận cái thiện pháp đó. Và đó là thiện pháp, đó là chất của thiện. Và mình phải tin vào điều thiện. Lạ lắm thưa quý vị, chúng ta thấy trong cuộc đời này đó là cũng đi chùa, thậm chí khi mặc áo tu nữa, mặc áo nhà tu nữa, nhưng mà có những người không biết tin vào thiện pháp. Không biết tin thiện pháp là thế nào? Là bình thường thì mình nói thiện pháp hay lắm, nhưng mà tức lọc gặp hữu sự thì mình tin vào sức mạnh của điều ác. Thí dụ như lúc mà mình có sự bất hòa thì mình tin rằng vào cái sức mạnh của lời nói cay nghiệt, mình tin vào sức mạnh của nói dối, mình tin vào cái sức mạnh của cái lời độc ác. Cái đó là chúng ta sai. Nếu mình có cái niềm tin vào thiện pháp, ngay cả trong lúc tối lửa tắt đèn, trong những lúc mà khó khăn thì chúng ta vẫn tin vào thiện pháp. Hãy mình tin vào thiện pháp thì mình sẽ thực hiện thiện pháp, đi đến thiện pháp. Ai tin vào thiện pháp người đó sẽ thân cận với thiện pháp, ai thân cận thiện pháp người đó thấm nhuần được thiện pháp, ai thấm nhuần thiện pháp người đó sẽ thể hiện thiện pháp và thành tựu cái lợi lạc của thiện pháp. Chúng ta phải tin như vậy. Mình là con của Phật, không có lý do gì mà gặp những cái chuyện phiền hà rắc rối mà mình cứ tin vào ác pháp. Tin ác pháp để làm cái gì? Nó không đi về đâu hết. Chúng ta phải tin vào cái sức mạnh của điều thiện. Và ở đây chúng ta cũng nói thêm một việc. Dạ. Chúng ta phải nói thêm một việc, đó là làm thế nào đó mà
những cái thiện pháp trở thành một thói quen, mình nên nhớ một điều là nếu mình chỉ làm thiện được khi nào mình đi chùa, nếu mình làm thiện được khi nào có người khác làm, nếu mình làm thiện được khi nào trong một thời đại mà ai cũng tán dương mình mới làm, thì thật ra thưa quý vị, mình sanh vào cái khác thì quên mất hết. Sở dĩ Đức Bồ Tát và có những vị như Thiên Chủ Đế Thanh Niên Mắt Khát trong tiền kiếp mà làm điều thiện do cái thói quen tốt, thói quen đó chúng ta gọi là thường thân y dục, tức là những cái tập khí, tập tính, cái tập tính nhiều đời mình quen làm việc đó. Thí dụ quen hiếu kính với cha mẹ, cái Phật tử có bao giờ thấy rằng nhiều khi người ta sanh ra đời có những người rất là bất hiếu, nhưng có những người sanh ra đời biết thương cha thương mẹ hồi nhỏ và biết thờ cha kính mẹ, có những người sanh ra rất là hỗn hào với người lớn, có những người sanh ra biết kính trên nhường dưới, biết lễ độ đối với người lớn, có những người sanh ra đó thì nói những lời tục tằn thô lỗ, có những người sanh ra thì tự họ là họ sống với cái lời nói khoái. Những cái đó đều là cái thói quen, đều tính tốt. Nếu những điều này là điều ở trong cuộc sống đời này, giả sử như mình thấy ai có hiếu, mình hoan hỷ. Và ở trong nhà có cha có mẹ, mình tập sống rất có hiếu với cha mẹ. Và cha mẹ không xin không đòi thì mình cũng mua quà tặng, mình cũng mua thức ăn đến cho cha mẹ. Cha mẹ mỗi tay mỗi chân mình cũng thoa bóp tay chân cho cha mẹ. Cha mẹ muốn đi đâu đó mà mình bận rộn cũng cố gắng tranh thủ thời giờ để đưa cha mẹ đi. Cái hiếu kính như vậy lâu ngày nó trở thành một thói quen. Và cái thói quen tốt đó nó giúp chúng ta trong cuộc luân hồi. Chúng ta nhớ như vậy là, thí dụ, cha mẹ là một ruộng phước. Mình cúng dường, mình đối xử tốt với cha mẹ có phước lắm. Nhưng mà ngược lại đó, nếu mà mình nói năng nặng nề với cha mẹ, cái đó cũng có tội, cái đó tạo ra ác nghiệp lắm. Thành trong kiếp luân hồi, mình nguyện xin là mình là con cái hiếu, mong rằng mình sống với hiếu tâm, nó tạo thành thói quen. Hãy sinh ra có cha có mẹ là biết thương cha thương mẹ, cái thói quen nó giúp chúng ta rất là nhiều. Hay là ở trong đời sống, nếu chúng ta mất tự chủ thì không nói đi, nhưng mà đời sống bình thường cố gắng dùng lời nói thân thiện, dùng lời nói hòa nhã với mọi người. Mình nói lời hòa nhã đó, người ta cảm thấy là mình có tôn trọng. Mình nói lời hòa nhã đó là người ta cảm thấy rằng người ta được và đối xử tốt. Những người mà hay nói bậy, nói bạ, những người hay nói nặng nề, những lời nói, những cáo buộc, những người có lời nói mà hay gian dối, thường là những người đó đó. Thưa quý vị, họ ở trong cuộc sống họ, họ dễ gặp những chuyện bất như ý lắm. Tại họ thiếu tâm từ. Và nghĩ gì cũng nghĩ xấu người ta, nói cái gì cũng nói cho nó tệ hại. Mình không thể làm vậy, mình nói gì nói cho tích cực. Và nói gì nói cho nó tốt, nói gì nói cho khoan hỷ. Và điều đó mình sẽ thấy cái quả phước rất nhiều. Và nó cũng tạo thành một thói quen tốt trong đời sống mình. Và cái này là cái mà chúng tôi nghĩ rằng mình nên tập, đó là đức tính xả tài bố thí. Một cái sai lầm rất lớn của những người Phật tử đó là khi mình làm việc bố thí, mình phải làm lớn, làm cho linh đình, làm ở trọng thể, không cần phước lớn phước nhỏ gì cũng làm khả năng, nhất là phước là khả năng của mình. Thí dụ như cái chuyện đó ta làm lễ dân y, ta có thí dụ ta cúng nguyên cái lễ, mình không có thì mình cũng phần, mình cũng phần cúng bộ y cũng hoan hỷ. Nhưng mà nếu mình có thói quen phước lớn phước nhỏ gì mình cũng làm, lâu ngày nó tạo thành thói quen. Thói quen đó là gì? Thói quen làm phước. Còn mình cứ đợi cho đến khi nào mình có tiền, đợi là mình trúng số, đợi được khả năng mình làm cái cho trọng thể, mình làm để cho thiên hạ coi, làm để thiên hạ họ họ phục mình, cái đó là một không sợ. Người ta là để đánh bóng bản ngã của mình. Một cái người biết làm phước tươi, biết bố thí đó, họ có những cái chuyện rất dễ thương. Ví dụ như là một vị sư đi bát ngang đường, thấy vị sư đó, dạ, rồi mua cái gì đặt trong đó, không ai cần biết mình, và vị sư cũng biết mình, nó cúng là thôi đi. Chúng tôi đã từng bắt gặp về nhiều lần trong cuộc sống, khi mà chúng tôi sang các quốc gia Hồi giáo, và lúc trong lòng chúng tôi rất là hoan hỷ. Chúng tôi nhớ không biết bao nhiêu lần chúng tôi đã nhìn thấy những người Phật tử, những Phật tử rất trẻ, họ là học sinh đi trên đường. Bữa đó cha mẹ cho tiền ăn quà bánh, thấy chị đang khất thực mua thực phẩm đến cúng vào mình bạn. Chúng ta làm nhỏ cũng được, nhưng mà có làm, có chuyện gì mình hùng phước vào. Mình không làm chuyện lớn thì mình góp phần làm phước với người khác. Cái đó nó cũng tạo thành một thói quen, cái đó cũng là
một cái điều rất là có ý nghĩa, rất là tốt. Và chúng ta cũng nên tập nói lời thật. Khi nào đó mà có việc gì chúng ta làm mà khác hỏi ra, mình biết rằng cái chuyện đó nó, mình nói rằng sẽ chê mình, nhưng mà thử tập một lần, và tập một lần mình kính hận đi, và nói tôi đã sai như vậy, tôi đã quấy như vậy, thử tập nói lần, nói từ từ thành thói quen, thì mình thấy rằng thật ra người ta cười mình chứ không trách. Nhưng mà chúng tôi thấy thường là những người mà thành thật là những người được khoan hỷ, và thật sự là đa phần người ta rất kính trọng những người chân thật hơn là người nói lắp liếm. Dạ, hơn là người nói cái gì cũng biện hộ, nói cái gì cũng định nghĩa đó là mình tốt, nhưng mà thật ra thì mình đã chấp nhận là mình sai. Tập như vậy điều nó cũng tốt. Và thưa quý vị, trong cuộc sống mình cũng nên con tránh cái lời nói chia rẽ. Dạ, nói chia rẽ giữa cái này và người khác. Đúng là mình nên chậm lời, đem cái chuyện người này nói người kia để hai người xích được phiền hà với nhau, cái đó là cái cũng không nên. Mà làm như vậy suốt đời mình cũng an lạc. Và mình nên sống với tâm ít sinh ít dụng. Ở trong thời đại này là thời đại tự do ngôn luận, thời đại này thời đại chúng ta dễ nói, thì chúng ta cứ nhìn đi, những người mà nói nặng, nói độc ác, nói cay nghiệt, rốt cuộc không đi về đâu hết. Đời cuộc sống nên sống bằng cái tâm từ, tâm không sân giận, sống tâm từ ái. Chỉ có việc rất là đơn giản thôi, buổi sáng đi ngủ, buổi tối đi ngủ, dậy ít thì giờ mong cho muôn loài, mong cho muôn loài chúng sinh được an lạc hạnh phúc. Buổi tối mong cho muôn loài chúng sinh được an lạc hạnh phúc. Mình leo lên xe bus, leo lên máy bay, mình đi đến chỗ nào, mình chỉ ngồi, mình mong cho muôn loài chúng sinh được an lạc hạnh phúc. Không mất nhiều thời giờ, không mất thời giờ. Nó chỉ là một cái việc mà rất đơn giản thôi, một chút, một cái khởi niệm như vậy cũng được. Và nhớ rằng Đức Phật dạy rằng trong một cái tích tắc mà chúng ta khởi tâm từ với chúng sinh, thì Đức Phật dạy mình có nhiều quả báo lắm. Ngay bây giờ chúng ta ngồi và chúng ta mong cho muôn loài chúng sanh được an lạc hạnh phúc, nó vẫn tốt hơn ngồi đó để mà chỉ trích người này, trách móc người kia. Những chuyện rất là phiền. Những người nào mà cả cuộc đời họ sống mà họ không nếm trải được cái giá trị của từ tâm, thật là một sự thiếu phước, sự bất hạnh. Từ tâm là cái gì rất là đẹp. Cho phép mình một giây phút nào đó mà mình đem cái tâm chân thành của mình nghĩ một cách rất là mát mẻ đến muôn loài, mong cho muôn loài chúng sinh được an lạc tốt. Muôn loài đó là người xa, người gần, hữu hình, khuất mặt, lớn hoặc nhỏ, thô hoặc tế, gần hoặc xa, thân thương hoặc xa lạ, những người bạn bè hay là những người cùng địch, tất cả nguyện muôn loài chúng sinh được an lạc hạnh phúc. Chúng ta cố gắng, và chúng ta cố làm như vậy. Và điều sau cùng chúng tôi muốn đối với quý vị ngày hôm nay là để mình làm thiền pháp thì mình phải có cố gắng. Đừng nghĩ rằng mình có tánh tốt thì mình chỉ làm thôi, không có cố gắng. Thật ra thiền pháp nào cũng cần có tinh tấn, thưa quý vị. Thiền pháp nào cũng cần có tinh tấn. Mà càng tinh tấn thì mình càng thoải mái, càng tinh tấn càng dễ dàng. Mà cái người, có nhiều người đó họ không làm ác nhưng họ lười rồi, họ thiếu sự tinh tấn thì đôi khi cái phước nó không bằng. Dạ, làm phước thì cố gắng, làm việc có để tâm vào, có tập trung thì được lợi lạc. Hôm nay chúng ta nói câu chuyện là một vị sanh làm thiền chủ Đế Thích, và vị này đã nhờ những cái thiền pháp nào, và những thiền pháp này nó nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Những thiền pháp này nó thuộc cái gì rất là bình thường trong đời sống chúng ta thể tầm được, thì chúng ta nên hoan hỷ và làm được điều nào tốt điều đó. Thậm chí một phút giây thôi, ngồi lại nguyện cho muôn loài chúng sanh được an lạc hạnh phúc cũng là điều rất là lợi lạc. Chúng tôi xin kết thúc chương trình hôm nay của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chân chư tôn đức, hẹn gặp lại tất cả quý ngài quý vị ngày mai với chương trình Phật Pháp cơ bản. Nam mô Thầy Giả. Hello. Hello. Dạ. Yeah. Hello. Cô đang nghe không cô? Sa thú lần thầy, chúng con thành kính lần lễ với chư hòa thượng giác lãng. Sa thú lần thầy.
Con Metta Bà Nhà, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, thì toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thành tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Chúng cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức Đà Lạt kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya. Yeah.